cho con hỏi là dì tính là Tết năm nay thì tính sao, là về hết hay là như thế nào? Nếu hết tiền thì đem nó về, nhưng mà về còn kẹt một cái. Về nhà cái gì á, đẩy xe lăn không được, bị đất khác. Dạ. Dì tính thì nếu mà là nhà gì mà đất bằng là dì đem nó về, dạ, không để đóng tới mười mấy triệu mà, uổng quá. Mà sửa thì lâu không? Sửa cũng lâu à, rồi sửa sao gì ở đây sao sửa được nữa. Dạ. Dì băn khoăn. Dạ. Phải có tiền thì về mình sửa được. Dạ. Mà muốn đem nó về thì cái nhà vậy sao đem về, dạ, chưa có nhà tiêu, nhà tắm. Dạ. Rồi chưa có đất sao đẩy xe lăn đi được. Dạ. Mình ra sợ cái nằm đây nó tốn tiền quá. Dạ. Nhưng mà qua Tết gì có nói với mấy đứa con gì. Dạ. Dán cho tiền gì gì chứ. Gì tráng tráng cái nền, dạ, đẩy nó cho nó về. Dạ. Về ở gì cho nó về, nó bỏ nó chai, dạ, đây. Con người vậy sao bỏ cho đành đó. Giờ dạ, hệt như em bé. Dạ. Chứ nó con gì nó đâu. Nó còn có cái não nó chút thôi. Dạ. Không, nói chuyện thì anh vẫn bình thường đúng không? Bên phần trên đâu có việc gì đâu. Thì đó, nó còn có cái não, chỉ có cái là đầy đủ thôi. Chứ còn tay chân thì đâu có làm sử dụng gì được nữa đâu. Cái chỗ này là nó cũng lành rồi. Hồi đó nè, con thấy không? Dạ. Hồi đó đây nè, mổ dạ ra rồi. Mà đỡ cái giò lên là nó tét ra, dạ, tét dạ ra, giết rồi. Cái nhà, ở đó là nhà nó dạ, nó ngồi tới gà mổ đít nó không dạ, hay dạ luôn. Thì lần trước thì có nói con là cái nào mà cho gì thì gì xài, còn giống như gửi anh Hóa thì anh Hóa xài, thì con nói thế các cô chú anh chị bảo thôi bây giờ để biếu gì năm, để gì có thích muốn cái việc gì thì xài. Và cái món quà này ấy, là của chị Trương Thị Hương ở Úc. Chị Hương ở Úc, chị Hương ở Úc có gửi. Đó thì dì nhận giúp con, thì cái này vì con nghĩ là thôi dì cứ để dành đi, lúc nào cần thì dì có thể đổi sau. Đó, vâng. Tuấn Dương xin thay đại mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở trên đường Ngô Gia Tự, ngày xưa có cái tên là đường Minh Mạng. Trời Sài Gòn hôm nay thì nắng rất là nóng. Bên đường đây họ bán gì đấy, mít Thái 13.000 bao ngọt là nửa ký. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý vị các bạn đi đến thăm một cái thăm hai trường hợp, thăm và trao quà cho hai trường hợp ở cái nhánh này. Rồi chúng ta sẽ đi trước, là đầu tiên là đi trao quà cho dì Năm và anh Hóa, thứ hai là trao quà cho cháu Huy mà đang chấn thương sọ não nằm trong bệnh viện. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở trên đường Lý Thái Tổ, quận 10. Mình sẽ đi về hướng về phía vòng xoay ngã 6. Đây, những người mà họ chở hoa, các bạn nhìn. Đi xe gắn máy một tay. Cái xe không có bảng số. Các bạn nhìn bên phía đằng sau là cái phía đằng sau này là họ để một cái sao nhỉ, họ cắm cái bảng tên của cái bó hoa rồi và đi giống như là làm xiếc. Những cái trường hợp mà làm xiếc như thế này thì Tuấn Dương nghĩ rằng là đi sẽ không có được an toàn. Tuy nhiên thì về mưu sinh thì họ vẫn buộc phải làm cái công việc mà Tuấn Dương nghĩ rằng khá là nguy hiểm. Đó, anh này anh chạy xe rất nhanh á. Cái chiếc xe này, cái bảng tên hoa thì anh ấy cắm vào sau áo và sau lưng. Đó, các bạn thấy chạy lái xe rất giỏi luôn. Rồi, anh ra quẹo rồi. Đây đang là ngã 6 Cộng Hòa.
bên tay phải này là có cái trường Petruski đó thưa quý bà con cô bác. Vừa qua thì Tuấn Dương cũng nhận được rất là nhiều những cái lời nhắc nhở của quý cô chú anh chị. Có nhiều người nói rằng là nếu mà chào quý vị và các bạn thì nó không có lịch sự, bởi vì có những người xem là năm nay 70-80 tuổi. Nên là Tuấn Dương sẽ điều chỉnh cái câu chào, thay vào đó là mình sẽ chào là chào quý vị khán giả. Đó, thì quý vị khán giả thì có thể có những người trẻ tuổi với những người lớn tuổi. Ra nó cũng là cái lời nói mà thôi, chứ Tuấn Dương không có cái ý là coi thường các cái cô chú hay là cô bác lớn tuổi đâu. Thì khán giả xem thì đúng là có rất là nhiều, trải rộng từ những cái trẻ sơ sinh cho tới những cái cụ già 80, 90, thậm chí là 100 tuổi cũng xem. Nên nếu mà Tuấn Dương nghĩ rằng chúng ta dùng cái từ là quý vị khán giả thì nghe sẽ bao quát hết toàn bộ và không làm mất lòng bất cứ ai. Thì mục đích của Tuấn Dương lập lên cái kênh YouTube này là kết nối yêu thương và chia sẻ, giới thiệu những các cái danh lam thắng cảnh, những cái cảnh đẹp, những cái mảnh đời bất hạnh và những cái niềm vui. Nên không có muốn làm một ai đó buồn, nhưng mà nếu mà lỡ mà đã làm một cô chú anh chị nào đã phải buồn thì Tuấn Dương thành thật xin lỗi. Đường bây giờ đang bắt đầu khá là đông, bây giờ đang là 15 giờ giờ Sài Gòn. Sửa vòi nước 35.000 một cái mà bảo hành tới tận 12 tháng lận. Sửa vòi nước các cái đi, các còn có cái thằng visit để cắt vào trong cái vỏ chai đó, nhìn rất là chuyên nghiệp ạ. Ai đi thì gặp thì cũng có thể là ghé để lấy, và đó là số điện thoại luôn. Số điện thoại là 036. Bác ấy đã rất là khéo léo khi mà để cái cảng visit ở phía đằng sau, và mọi người ai nhìn thấy thì cũng có thể lấy cái cảng visit này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái khu vực chợ Nancy cũ, là cái ngã tư Trần Hưng Đạo cắt với đường Cộng Hòa cũ. Ngày xưa thì còn có ngày xưa có cái tên như vậy, còn bây giờ thì là Nguyễn Văn Cử cắt với Trần Hưng Đạo, thưa quý vị các bạn. Ta là cái chợ Nancy cũ, bây giờ đã bị giải tỏa để xây dựng lên cái cây cầu Nguyễn Văn Cử. Văn Cử, lát xíu chúng ta sẽ đi qua cái cây cầu Nguyễn Văn Cử này để đi sang quận 8. Đây, cái dấu tích của cái chợ Nancy thì bây giờ không còn nữa rồi, nhưng mà ngày xưa khi mà Tuấn Dương cũng thường hay mua đồ ở đây. Cái ngày đó thì Tuấn Dương có nhớ một cái câu chuyện, đó là khi bắt đầu từ Hà Nội vào, nó nói là đi rau để mua cái rau cải cúc, nhưng mà ở đây thì họ gọi là rau tần hôm. Sau đó khi Tuấn Dương nói thì cái cô bán hàng cô không có hiểu cải cúc là cái gì cả. Sau đó thì cô ấy nói rằng là em chỉ đi, đây là cầu Nguyễn Văn Cử, em chỉ đi. Sau đó thì Tuấn Dương chỉ vào cái tần ô đó, thì cô ấy mới biết. Cô bảo vậy là gọi là cải cúc thì cô không biết. Đó cũng là cái bài học đầu tiên về vùng miền, bài học đầu tiên về vùng miền mà Tuấn Dương biết được có những cái từ ngữ nó mỗi một nơi họ lại dùng theo một cái ý nghĩa rất là khác nhau. Nên khi mới bắt đầu vào mình chưa có thuộc cái tiếng địa phương đó thì cũng hơi bỡ ngỡ chút xíu.
cầu ra quẹo phải là ra quận 4, đi thẳng sẽ ra quận 8 các bạn. Với những cái cây cầu này các bạn trông như thế này thôi, nhưng mà đến cái lúc bây giờ cao điểm đó thì cây cầu Nguyễn Văn Cử này nó cũng rất đông xe, rất đông xe. Chúng ta sẽ đi sang đây là đường Dương Bá Trạc, Dương Bá Trạc quận 8 rồi. Đường này sở dĩ nó đông bởi vì qua cầu Nguyễn Văn Cử thì lại có một muốn quay lại đó, tức là muốn đi sang phía bên tay trái kìa, thì là phải quay lại, thì nên cái chỗ này nó hơi bị kẹt xe. Đường đi vào đây chất lượng đường nó không có được tốt, đường rất là sóc nên là quý vị các bạn thông cảm. Bên cạnh đó thì xe còn từ các cái hẻm còn lao ra nữa, nên là đi ở đây thì chúng ta phải giữ một cái tốc độ vừa phải, nếu không muốn nói là cái tốc độ trung bình thôi. Thank you.
Chị ơi, cho em hai ổ bánh mì. Bánh mì không. Vâng. Nhiêu tiền chị? 4.000. Dạ. Xem gửi. Cảm ơn. Trước thì dì Năm có nói là dì thích ăn bánh mì á. Nên là Tuấn Dương sẽ mua bánh mì cho gửi dì. Dì bán hàng rất là xinh gái. Rồi em cảm ơn. Rồi chúng ta đi nhé. Tiệm bánh mì đây là 263 Âu Dương Lân. Đây có trường Trung học cơ sở Khánh Bình, Đình Thần Khánh Bình. Đây là cái bàn bánh mì bò nướng lá lốt. Đây chúng ta sẽ gửi xe ở bên đây ha. Xe đấy. Cảm ơn. Đây, Tuấn Dương đang ở cái bãi giữ xe. À, đây rồi. Chỗ trống ta để rồi đây. Rồi giờ Tuấn Dương sẽ end cái video clip ở đây. Rồi thì bây giờ Tuấn Dương sẽ đi đến cái khu khoa giờ quên mất đó là cái khoa gì rồi, nhưng mà đi ta đi qua đây chúng ta kiếm. Đây đang là khuôn viên của bệnh viện đấy các bạn. Đây, Tuấn Dương đang ở trong cái khuôn viên của bên bệnh viện. Mình cũng không biết là cái bệnh viện này có từ bao giờ. Cảnh thì cũng vẫn còn ở đây thấy có vẻ khá là hoang sơ. Nó không có đông đúc như là những các cái bệnh viện khác. Đây có những người họ ở bệnh viện lâu thì họ có cái biển cấm phơi đồ nhưng mà họ vẫn phơi đồ, vì không phơi đồ thì biết để đâu bây giờ ta. Cấm mua bán sử dụng thuốc lá. Đây mình sẽ đi rồi đây. Một số cô chú anh chị có hỏi thăm là dì Năm thì dì còn ở đây đến bao giờ. Lát xíu Tuấn Dương sẽ tranh thủ
ơn dưỡng hỏi thăm để giúp quý cô chú anh chị chúng ta dễ dàng biết và liên lạc với dì Năm ạ. Buồn bệnh nữ. Vâng, chào anh Hóa. Vâng, chào các bác, các chú. Anh khỏe không? Em cũng đỡ. Thế dì Năm hôm nay đi đâu rồi? Năm vừa ra ngoài anh. Cái điện thoại bị hư mang đi sửa. Mang gì mang đi sửa? Đi đâu rồi có sẽ bánh mì. Thấy hôm trước dì bảo thích ăn bánh mì đi ngang. Năm có mang bánh chay bánh mì không? Vâng, đây bánh mì không mà, đâu dám mua bánh gì mì kia đâu. Đây gì đi sửa phone đấy. Dạ, lấy ghế ngồi chứ. Vâng, thôi được rồi, không sao anh cứ ngồi đi. Tôi lấy con ghế cho nó. Không có. Ai? Coi chừng có cái gãy luôn. Giờ chân này có chân nào cử động được chưa anh? Chưa rồi. Khó quá thì hai tay luôn. Khó quá. Rồi, con cảm ơn gì ạ? Hai tay là bây giờ xúc ăn được chưa anh? Em đeo nẹp có được chứ? Đeo nẹp vào là ăn được. Dạ đeo nẹp thì múc được. Đeo nẹp thì múc được. Bữa cũng có cái nẹp rồi thằng kia đó không có đó. Lại nuôi cho nó. Lại tặng nó lại rồi. Bánh tre. Vâng. Chỉ lên đây là nói là đi lên mua nẹp mà đặc biệt thì không có thêm lại nuôi nó. Vâng. Đặt lại xong. Vâng. Xong rồi. Nhớ là sáng mai đi nha. Mọi người hỏi thăm là gì gì Năm còn ở đây lâu không? Một hai hôm nữa có người ở, tức là trong vòng 1-2 tuần nữa có người nước ngoài họ về đó. Họ dạ, muốn ghé thăm. Đi đến Tết thì 28 Tết là về. 28 Tết là tất cả cùng về. Là Năm về, em cũng biết nữa. Không biết ở đây hay là về nữa. Vâng. Thì nó mới biết được. 28 Tết là về, vậy là 28 Tết thì như vào thứ ba. À, hôm trước có coi lịch có người hỏi như là thứ năm là mùng 1 Tết thì 28 chắc cỡ vào thứ ba gì đấy. Vậy là nhưng mà nếu về thì chắc về luôn ăn Tết cho vui chứ người ở đây người ở trong thì nếu bạn về nhà Năm thì không được. Tại vì nhà Năm chưa có sửa không có về được. Em về nhà. Mình nghĩ chắc cố gắng về dưới quê thì Tết nó vui hơn chứ trong bệnh viện thì chán lắm, đâu có ai đâu. Mấy tháng trước thì cho em nằm ở đây là bệnh viện cho nằm là bảo hiểm. Dạ. Mà nó nói em nằm lâu quá rồi, mà bảo hiểm của bên nó nói là cái công ty bảo hiểm gì bả nợ vậy đó. Là không kêu là bảo hiểm đâu. Nè. Tháng này em nằm không bảo hiểm. Tháng này nằm không bảo hiểm. Mấy. Một mà tháng em không là bảo hiểm hai mấy triệu à. Ồ. Cũng mắc quá. Cái giường này không phải 250. 250 một ngày. Rồi số 2 đi. Năm thì cứ Thì năm ngoái là anh đã nằm đây chưa? Nằm rồi đúng không? Có, em nằm đây. Năm ngoái thì mình nằm đây thì có buồn không? Cũng có người nằm lại nha. Cũng vẫn có người nằm lại. Người ta vô cho mì rồi cho bắp đó. Cũng có người này xin. 300, 200. Cũng vui, nếu mà có được ấy thì cũng vẫn vui. Em xin lỗi em nghe điện thoại xíu. Dì về rồi à? Dì khỏe không? Mắc nợ gì hả? Dạ, mắc nợ gì đâu. Đúng rồi, mắc nợ gì đâu, không xong gì rồi. Dạ. Nghe nói con là gì dội dã. Sửa biết đi, biết đi. Dì sửa máy điện thoại hay sao? Người ta nói không có hư mà bụi nó đóng gì đó. Bụi nó đóng. Cái máy cũ á, bụi nó đóng. Dạ. Nay tới thăm thì có mấy việc tính muốn hỏi gì? Dì ngồi đi. Nói thôi dì rửa đi, dì vừa nói chuyện không? Không. Vừa nói chuyện vừa rửa, dì nói vừa nói chuyện vừa rửa đi. Con
tác quan lắm anh. Lạnh đúng không? Mày cởi quần chú quái anh ạ. Dạ. Coi nè, mắt cái lỗ khuyết vậy nè. Dạ. Hồi đó nó đó bây giờ lành hết rồi nó đúng không? Nó túi trơn à. Dạ. Bây giờ lành là quý rồi đó. Dạ dạ. Vì o nó. À, dạ. Thương cái đít nó hơn cái bản thân. Bởi vậy giấu gì hồi đó là nó làm cái gì chứ mình có chờ cái chuông mấy năm mà không bận quần bận áo nó mới năm nay bận quần bận áo thôi giữ để giữ gìn thà là nó thông tiểu gì còn đây lại bạch bạch nó nhìn kỳ. Vậy tới 2 năm trước con ở chuồng trần không có sao thôi nhà con sao nên đây con ở trần chuồng năm mấy năm nè con chụp đây nè thôi thôi được rồi trời ơi thích biết mày còn gì nữa nhìn thấy gớm lắm kể đi gì cứ lau phần trên cho anh. Ở đây thì dì lau toàn thân nhưng mà thôi Tuấn Dương chỉ quay phần trên tay chân thế các bạn. Như vậy là đây giống như là tắm cho anh ấy đúng không dì? Dạ. Chứ còn coi nó đâu có đi tắm được đâu. À. Chưa có cái xe đi tắm. Tính mua cái xe mà chưa có tiền đủ mua cái xe. À. Tháng này tiền đóng quá trời luôn. Dạ. Tháng này mười mấy triệu. À. Tháng này con thấy bảo hết bảo hiểm rồi đúng không? Bảo hiểm người ta không cho. À. Cho kêu mình thấy. Không có tiền. Dạ. Năm tháng này là hết tiền ăn Tết luôn. Dạ. Năm tháng này đứt tiền ăn Tết luôn. À. Đây dì đang tắm cho anh Hóa đấy. Đây gọi là lau người nhưng mà thực ra do anh cũng không thể ngồi dậy được nên là anh vẫn nằm và dì lấy khăn thì lau cho anh á. Dì Năm làm việc này được bao nhiêu lâu rồi dì Năm? Gần 2 năm rồi. À, chăm anh Hóa được gần 2 năm rồi. 2 năm rồi đó. Dạ. Tết nữa là 2 cái Tết. Ừ, 2 cái Tết năm nay rồi. Cho con hỏi là dì tính là Tết năm nay thì tính sao là về hết hay là như thế nào? Nếu hết tiền là đem nó về nhưng mà về còn kẹt một cái. Về nhà cái dì gì? Á, đẩy xe lăn không được bị đất cát. Dạ. Dì tính thì nếu mà là nhà gì mà đất bằng là dì đem nó về. Dạ. Không để đóng tới mười mấy triệu uổng quá. Mà sửa thì lâu không? Sửa cũng lâu à, rồi sửa sao gì ở đây sao sửa được nữa. Dạ. Dì băn khoăn. Dạ. Phải có tiền thì về mình sửa được. Dạ. Mình muốn đem nó về thì cái nhà vậy sao đem về. Dạ. Chưa có nhà tiêu nhà tắm. Dạ. Rồi chưa có đất sao đẩy xe lăn đi được. Dạ. Mình ra sợ cái nằm đây nó tốn tiền quá. Dạ. Nhưng mà qua Tết dì có nói với mấy đứa con gì dán. Dạ. Cho tiền gì gì chứ dì tráng cái nền. Dạ. Đẩy nó cho nó về. Dạ. Về ấy gì cho nó nhẹ nó bỏ nó trai. Dạ. Đây con người vậy sao bỏ cho đành đó. Giờ. Dạ. Thịt như em bé. Dạ. Chứ nó con gì nữa đâu, nó còn có cái não nó chút thôi. Dạ. Không nói chuyện thì anh vẫn bình thường đúng không, bên phần trên đâu có việc gì đâu. Thì đó nó còn có cái não, chỉ có cái là đầy đủ thôi. Còn tay chân thì nó có làm sử dụng gì được nữa đâu. Cái chỗ này là nó cũng lành rồi. Hồi đó nè con thấy không. Dạ. Hồi đó đây nè mổ. Dạ. Ra rồi mà đỡ cái giò lên là nó tét ra. Dạ, tét. Dạ. Ra giết rồi. Dạ. Dạ. Ở đó là nhà nó dạ, ngồi tới gà mổ đít nó không. Dạ, hay. Dạ. Luôn rồi vì thương cái đít nó còn hơn cái bản thân gì nó lúc. Dạ. Mà nó thúi á. Dạ. Trời ơi kỳ gì nữa trời. Phơi nắng. Dạ. Chứ nếu mà không chăm sóc thì sao được, vết thương nó lạnh, giờ con lạnh mà con vậy vậy đó. Dạ. Tôi thấy tội ghê không. Giờ nó không có ai bỏ nó chai giờ đây. Dạ. Dán đi giúp đi. Nếu mình đi về chùa mình tu có được cái gì đâu. Tu. Dạ. Chỉ có mình hưởng thôi. Dạ. Không được phước báo gì hết. Dạ. Để gán đồng con đứt đi. Nặng nữa gì có đi đi lẹ lẹ. Vì sợ thấy mấy người nằm thì sợ quá. Nghiệp nặng quá phải nằm con. Cái này bao lâu mình tắm một lần gì? Ngày nào cũng tắm con. Ngày nào tắm? Ừ, ngày nào cho nó thơm tho chứ để. Ngày bệnh mà 2-3 ngày chắc thôi thúi ạ. Dạ. Tắm nó sạch sẽ. Con nổi khổ con mồ bằng quang không cắm. Ừ. Cái ống vào đúng không? Con mày đỡ nó lành đi rồi nó.
lành nó từng lành mừng quá con. Nó thấu bây giờ con có con, bác sĩ nó để lét lần nữa là nó nhiễm máu trùng máu. Nhiễm trùng máu đúng rồi con. Nó gán dữ con. Mà nếu mà dì bỏ nó là nó chết liền. Dạ. Nó nhiễm trùng máu là chết liền. Ra dì gán. Đây phòng chống loét bệnh viện có hướng dẫn. Nói con nuôi tuổi thân nó thôi, nói con mình đẻ luôn. Dạ. Để cho nước ấm rồi. Nó phải lau vậy con. Hơi ấm cho đỡ lạnh đúng không? Đâu đâu nó cạnh không đâu. Súc miệng cũng vậy, rửa mặt cũng vậy. Dạ. À, dì nói là phải lau mấy nước cho nó nước trong thì mới. Bởi vậy. Nuôi nó cưng nó hơn gì nữa. Anh Hóa thử cử động chân, có cử động được không? Không cử động được. Chưa cử động được. Có hai cái tay nó đỡ. Cái tay giờ nó đang quay. Cái tay thì đó. Vậy là mừng đó. Còn mà chưa có tập là cứng nhắc hả con? Vậy là xưa mừng. Em làm vậy là không chỉ giống cái gì hả? Bây giờ tay. Đấy thôi, cứ từ từ trị liệu rồi từ tay xong đến chân. Đó. Vậy. Đúng không? Đúng không? Nó được chút nào thì mừng chút đó. Dạ. Giang tâm cho Giang đi mua đồ ăn. Mua nha. Nhưng mà nếu mà ngày xưa anh có biết bơi không? Dạ. Ngày xưa anh biết bơi không? Không, em biết bơi. Không biết bơi hay có? Hồi nhỏ em đi chăn trâu em tắm suối thôi mà em chẳng biết bơi. Vì cái vật lý, cái này mà vật lý trị liệu ấy mà tập bơi ấy, nó nhanh ấy lắm. Vì lúc nó không phải đỡ cơ thể anh ạ. Tay chân mình giống mình đi, anh ở trên, anh thả nước là tự nó nổi. Nếu có một cái bể nước ấy mà mình tập thì em thấy nó sẽ nhanh hơn. Mà em bây giờ thả nó kịp đấy. Không, bây giờ chỉ mình chỉ ngồi xong mình vẫy vẫy cái chân thôi, giống như có một cái có một cái bồn ấy, như cái bồn tắm nhỏ ấy. Xong mình chỉ ngồi trong đấy mình vẫy cái chân để mình tập thì tự nó nâng cái đấy của mình lên. Anh nghỉ đi, tôi đi. Gì đang vệ sinh cho anh Hóa này, đang lau. Đi đâu? Hàng xóm hồi lúc có nhỏ cái bên nó nhỏ bạn hay qua lúc cơm nó cứ đi cạo về cái kiểu gì nó qua lúc cơm á. Mà sau này nó cúi quá nó không đến nữa em biết rồi. Em thấy em cứ chạy chắc vui quá nó không đến rồi. Vui đó mình vui chắc vậy đó mà nó em tính để cho chết mà đâu chết đâu. Thấy vậy cái đầu là người ta nói bây giờ đầu óc cũng tỉnh táo vậy mà để nằm chết được. Mà em nói nếu mà để càng ngày nó tháo giò chứ nó cũng chết, nó không chết đâu. Rồi đưa xuống đây nằm chạy nó gặp nhau. Nếu mà không gặp năm bây giờ đó đắp vỡ đắp cục năm không mấy năm rồi vậy đó nữa giờ trong bôi thuốc là gì hay sao tay băng cái này không để thầy băng cái ống này thì bao lâu bác sĩ thay một lần hai tuần. Yeah.
Đấy, nước muối. Nước muối. Đổ rồi có sót không anh? Không, em không có cảm giác. Nó giờ không có cảm giác. Chỉ có ra vậy nè. Đó, em biết rồi. Biết thôi. Bạn chắc là em cũng biết. Nhưng mà cái cảm giác không có được mạnh, nó yếu quá. Không có tụi con hỗ trợ chấp phép. Dạ. Vì cứ gia công không có gì khó của, có tiền gì đâu. Mà không có tụi con hỗ trợ làm sao nằm đây được. Dạ. Trị vậy con gán nước nha con. Dạ. Gán cứu nè. Dạ. Cứu nó không khỏi đi chùa. Dạ. Cứu đời nó đi. Rồi thì các mạnh thường quân cũng vẫn đang đồng hành cùng với gì với anh Hóa đấy ạ. Dạ. Hôm nọ cũng có, tức là cách đây chừng 1-2 hôm cũng có mấy người hỏi thăm là gì chừng nào về quê, 1-2 tuần nữa các anh chị về. Thì con cho cái số điện thoại của dì để các anh chị liên lạc trực tiếp với dì. Dạ hả con. Để có anh thì nói là sau sẽ về thì thu xếp được thời gian thì sẽ ghé thăm dì với anh Hóa. Quý quá ha. Vâng. Trong đó cũng có con. Cảm ơn con nhiều. Dạ, anh Dương nhiều. Vâng, mọi người. Cảm ơn con nhiều hơn. Cái trước luôn. Mình cháu mình chắc có nhân nợ gì đấy kiếp này con. Dạ. Con quyết tâm giúp gì quá, nhiều quá. Cái đấy là người ta xuyên vào bụng để lấy nước tiểu từ đó ra. Ừ. Mà nó ra dưới này, nó ra đây nữa, vậy. Nó ra đây nữa, ra đây nữa. Bởi ra cả hai nơi. Bởi vậy. Vậy. Nếu mà nó lọt xuống đây cái là rồi, lép đêm. Mỗi lần ra hai bên cử. Bây giờ phải cục mình. Bên này khổ quá. Thôi ráng đi, giờ đã đi được. Nãy vừa bảo anh Hóa là bây giờ đặt trường hợp mà được ngồi dậy được, đi lại được thì anh tính làm gì? Anh đang tính là sắm cái loa đi đi hát này. Ê, gì năm có đi phụ không? Ôi đi làm phước đi. À, đi làm từ thiện. Làm cái gì mình giúp được nặng cho mình trả ơn lại những người vừa giúp mình rồi đó. Dạ. Mình gắng làm sao cho được người ta đừng thất vọng. Dạ. Người ta nhịn ăn nhịn uống. Dạ. Ta chia sẻ với mình như vậy. Dạ. Lúc mình mạnh quạng giờ. Dạ. Mình mạnh mình phải nhớ cái ơn của mấy người đó, nhưng mà mấy cô mấy chú đó mình làm sao mình trả. Dạ. Thì mình giúp mọi người khác. Dạ, và cũng làm từ thiện khác. Dạ. Mình mong vậy thôi chứ có làm gì được nữa đâu. Dạ. Mong vậy thôi, mong cho nó mạnh được, giúp cho mọi người khác mình trả ơn, cái đó là đòi trả ơn đó. Dạ. Nhưng mà không có trả được mấy cô mấy chú nhịn ăn nhịn uống để chia sẻ với mình. Dạ. Rồi giờ mình mạnh mình giúp đợi những người khác. Dạ. Đó là gọi là trả ơn đó con. Dạ. Chứ mong gì được trả ơn cho mấy người giúp được đâu. Rồi tội nghiệp mình nhịn ăn nhịn uống. Thì làm thay băng bông khéo ấy, như y tá. Thì y tá chỉ là hồi. Dạ. Đó là lỡ lét là cũng gì không à. Ừ, cô y tá chỉ à? Chỉ á, con nó không có tiền á. Ừ. Rửa tốn tiền nó tội nghiệp, không có tiền á thôi, năm gắn rửa đi. Rồi rửa phơi tới thôi. Dạ. Này chừng nào mặc quần áo? Gì? Gì mặc luôn. Dạ. Mặc luôn. Mặc luôn quần áo cho anh đúng không? Ừ. Đây để chúng ta sẽ xem gì mặc quần áo cho anh nhá. Thì mặc áo trước hay quần trước? Quần trước. Dạ, mặc quần trước à. Thôi mặc quần thì không quay nhá các bạn, thì chỉ quay mặc áo thôi nhé. Đây một cái giường bệnh, đây là có 2 4 5. 5 người, cũng có một chiếc tivi. Và có quạt đấy. Đây từng các cái giường thì có rido để kéo đồ. Đây Dương Dương thấy trên tranh có một Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tên là Kỷ Ngọc Bích, tuổi Mậu Ngọ. Nay tôi đến bệnh viện này xin được gửi tiền giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cầu mong cho mọi người tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ,
A Di Đà Phật. Nó gì dáng này thì kêu mọi người dùng niệm Phật hồi công đức lên đó. À mỗi một người biểu mỗi người 500 à? Mỗi người 500. Dạ dạ. Vì nó dán đây nặng cho mọi người nè. Dạ, nhớ dạ. Đây nằm hồi công đức cho tên tuổi cái dạ, cô này. Là Ngọc Bích, Kỷ Ngọc Bích đúng không? Tuổi Mậu Ngọ. 41 dạ, tuổi. Dạ dạ. Cho cổ có công đức mình hồi hướng cho ra con. Dạ. Cho mọi người ra vô thấy mình dán niệm Phật. Đây mặc áo kiểu quá. Đây nè. Mà không có đi tặng áo. Cái đệm này của bệnh viện là gì? Cái này hả? Vâng. Cái này hôm đó hồi năm ngoái nó lét nè, cái dạ. Con bé kia nó thấy lét mà nằm ở dưới này nó dạ. Nóng lắm nó mua cho cái này. Cái dạ. Con bé đó. Dạ. Khi về nó thấy một quá gì cái nó mua. Dạ. Cái tội lắm. Này dì Năm vẫn còn mạnh ghê á. Đây dì lao động mà. À. Ở dì con đi cắt lúa đi cấy đồ. Nhắc cuối còn đi cút đất rồi. Năm nay dì Năm nhiêu tuổi nhỉ? 68 rồi con. 68. Ừ. Còn có tháng mấy gì nữa được 69 rồi. À. Dì tiếp đây nè. Vì nó phải mà vì cỡ từng 50 nặng vì gắn nuôi nó. Dạ. Vì vì già rồi sao nuôi nó rồi mới dạ. Nói làm sao nè. Đó, công việc hàng ngày của gì đó. Đó. Làm vậy đó. Tối ngày là ăn uống rồi đúc. Đúc thôi. Có gì. Mà người thấy nó khỏe là gì cũng được. Vâng. Khỏe thì mệt nữa. Coi như nói đứa con mà. Nó khỏe làm cho mình vui được. Tắm xong nằm thay ga mới mát rồi. Đó. Cái ga các cái quần áo mình tự giặt hay bệnh viện giặt là gì? Mình giặt bệnh viện giặt không? Dạ. Cái nào của bệnh viện mình cũng giặt. Cái này của mình là mình cai răng mình giặt. Vâng. Còn cái này bệnh viện giặt. Vâng. Cái này cái ga. Quần áo với ga là của bệnh viện thì bệnh viện giặt. Còn quần áo của mình thì mình giặt. Tổ lót cái thứ của mình giặt. Thì làm khéo à? Nói gì đâu khéo, thì cũng có bao nhiêu lần tới rồi. Nhiều người chắc không biết đâu. Mới đầu vô mới đầu vô đâu biết cách làm đâu. Không biết, không bao giờ thấy được đâu. Vâng. Thế vậy chứ khó lắm. Khó đấy. Nhiều khi phải có kỹ năng ấy chứ. Mấy người mới là không biết thay sao. Như con là lần đầu là con chưa quen đâu. Có khi con mà nghĩ có khi phải bế xuống rồi ấy chứ. Ai cũng vậy hết con ơi.
nay là học thêm được một cái chiêu của dì. Chiêu là lật qua lật lại. Vì nhiều người như vậy mình đâu có ấm được đâu. Mình sao ấm được như vậy, sao ấm nó đi đâu? Đó, nó gồng nè, có cụm dây nè. Dạ. Dài nó vô đây, nó có gồng, nó giật trở lại, cho sao nó gồng, nhớt kéo cái đất luôn á. Dạ. Nó có thế đâu. Dạ. Đây, mua gì á, vâng, gì bánh mì chay, gì ăn thử. Dạ, dạ. Dài quá nó. Thì anh Dương nè, dạ. Mua cho năm hai ổng thì cho ra hồi, dạ. Tội quá trời, tội nghiệp quá. Cưng quá sao con lo, con ăn đi gì đâu có. Con ăn rồi mà. Sao vô thăm thôi, đừng mua. Tốt dạ, dạ. Đâu trời, đâu nhiêu tiền đâu gì. Và đã thấy hôm trước gì bảo gì thích bánh mì thì... Cái này đâu nhiêu tiền đâu mà. Đó, cắt ra. Dạ, chiều nay có con rồi, cắt này để mai ăn. À, thôi gì ăn đi chứ, để ăn phụ đi chứ. Không để mai, mai nó ấy lắm, mai nó lại không có giòn. Dạ. Trời ơi, có cái gì đấy 5-6 ngày ăn mấy cái này nó ra gì nó bỏ rồi. 5-6 ngày cơ. Ăn nhín nhín luôn á. Mình không làm ra tiền. Dạ. Có cái to mình không có đồng hôi mua nước mắt quá. Con cháu nó to mình chắc. Dạ. Ăn nhín nhín. Đây hôm nay thì con tới đó trước tiên là thăm sức khỏe gì với anh Hóa. Cái nữa là đấy hỏi thăm là gì là chừng nào gì về thì gì nói là khoảng 28 gì về quê đúng không? Rồi. 28 gì về quê. Đấy và để trong một vài con không biết chính xác đâu thì có cô chú anh chị hỏi để nếu cô chú anh chị hiện nay đang ở nước ngoài nếu về thì sẽ ghé thăm gì thì con có so cho cái số phone rồi đó. Thế với hôm nay thì con tới để trao cho dì cái món quà mà hôm nay thì coi là cái món quà này thì là chia làm hai. Đấy, vì một phần ấy, đây là con gửi gì cái đây là 100 đô của Úc. À đấy, dì đã nhìn thấy tiền này bao giờ chưa? Chưa đúng không? Đây là 100 đô Úc thì cái này nó cỡ con cũng không biết bao nhiêu chắc chạy nhiêu. Rồi, được đại loại thế. Đấy, đại loại thế. Đấy cái phần này để biếu gì, để gì thích chi tiêu gì hay là gì phụ gì để dành sửa nhà thì tùy đây gì. Đó. Dành sửa nhà. Còn đây 100 này thì là để biếu anh Hóa, để anh Hóa trị bệnh. Đó. Thì lần trước thì có nói con là cái nào mà cho gì thì gì xài, còn giống như gửi anh Hóa thì anh Hóa xài thì con nói thế các cô chú anh chị bảo thôi bây giờ để biếu gì năm để gì có thích muốn cái việc gì thì xài. Và cái món quà này ấy là của chị Trương Thị Hương ở Úc. Chị Hương ở Úc. Chị Hương ở Úc có gửi đó thì dì đã dì nhận giúp con thì cái này vì con nghĩ là thôi dì cứ để dành đi lúc nào cần thì dì có thể đổi sau đó và cái này còn quá là, đó 100 nó biếu anh Hóa 100 thì biếu biếu dì vậy con thay mặt gì con biết nói nhiều hơn con biết nói gì đâu thì dì cứ nói, con thay mặt gì đi nói vì cảm ơn cái cô Hương dạ. Nhịn ăn nhịn uống để trẻ với gì vậy vì thành thật biết ơn vì ăn chay niệm Phật này hồi công đức cho cái cô Hương dạ. Trước có sức khỏe sau gặp nhiều may mắn dạ. Mắn nặng giúp những người hoàn cảnh khó khăn trong đó cũng có gì dạ dạ rồi dạ, rồi thôi con chào gì chào anh Hóa nhá. Đâu con đưa này đây cái tên tuổi cổ để tối tối gì cầu nguyện cho không cổ. đây thì bây giờ chắc có để con viết ra tờ giấy vậy cô Trương Thị Hương ở Úc dạ dạ đây gì con gì biết viết không hay là con viết ra à con viết ra đúng không rồi được rồi đây để con viết con thì chữ xấu lắm sợ không biết gì có đẹp được không à đây con chắc con để lên dạ dạ đây để lên cái giấy này đây là con viết nhá dạ, là cô Trương Thị Hương trước có sức khỏe. Ở Úc rồi chắc chỉ cần viết tên thôi đúng không gì tên của cổ được đây cô rồi cô Trương Thị Hương ở Úc rồi đây rồi. Con gửi gì rồi, cảm ơn con rồi con cũng thay lời gì cảm ơn cổ giùm gì con rồi rồi thì Tuấn Dương thay mặt gì năm
Rồi, thay mặt anh Hóa. À, vâng, rồi thì cảm ơn chị Hương đã ủng hộ cô Trương Thị Hương ở Úc. Rồi thì con chúc Dì Năm với chúc anh Hóa sức khỏe. Bây giờ con xin phép đi còn một trường hợp nữa, còn một cháu nữa. Dạ dạ. Dạ vâng, rồi. Trước nữa sau cái gì cũng cảm ơn nhiều nha. Rồi rồi, con đi nha. Dán tới gì. Dạ dạ. Rồi rồi. Rồi rồi, con chào dì nhá. Bây giờ con đi đi ạ. Rồi, dì chào.